Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống và phần giữa trang có Messenger ấy, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó, hoặc là liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Chị ơi, em hy vọng câu chuyện của em sẽ được chị giải đáp và đưa ra phương hướng ạ. Em và người yêu quen nhau 1 năm. Người yêu em rất thương em. Công sức, thời gian, tiền bạc, sự chịu đựng luôn đặt lên cho em. Vì em mà làm rất nhiều chuyện, yêu thương gia đình em. Trong 1 năm đó thì 5 tháng là gặp trục trặc. Lý do là em là người có tham vọng, có mức thu nhập gấp 2, gấp 3 so với bạn trai. Người yêu của em thì an phận. Bạn đã không đi đúng như kỳ vọng em mong chờ. Vì thế em hay gây nhau và không tôn trọng bạn. Có những lời nói xúc phạm với bạn và gia đình của bạn. Mỗi lần cãi nhau em hay đòi chia tay. Bạn luôn giữ em lại. Hơn nửa năm bạn không dắt em về ra mắt, nên em hay lôi chuyện bạn dắt người yêu cũ về ra mắt. Tại sao em lại chưa được dắt? Em lôi chuyện cũ ra chỉ chiết, trách móc, giận dỗi vì mối quan hệ của tụi em dự định sắp cưới. Bạn luôn chịu đựng em, nhưng đến một ngày bạn không chịu đựng được nữa vì lúc nào cũng cãi nhau. Em cũng đòi chia tay. Em hay chỉ chiết, trách móc, xúc phạm, không nể trọng gia đình của anh. Và bạn muốn chia tay, nhưng bạn bảo là còn tình cảm với em. Bạn còn luyến tiếc mối quan hệ, nhưng tụi em không tiếp tục được vì em đã không tôn trọng bạn, thì khó mà tiếp tục. Sau này còn cơm áo gạo tiền thì sợ em sẽ không thay đổi được. Cuối cùng bạn hủy đám cưới và tụi em chia tay. Đến đây cũng được 1 tháng rồi ạ. Trong 3 tuần chia tay, cách hành xử của em sau chia tay là bị sai. Nói chung em hành xử sai là trong nửa năm sau cho tới lúc chia tay ạ. Chị cho em hỏi là tụi em có thể quay lại được không ạ? Và làm cách nào để tụi em có thể quay lại? Em thấy bạn thỉnh thoảng hay vô Facebook, TikTok của em. Sau khi chia tay, em nhắn tin thì bạn vẫn rep nhưng kiểu hời hợt vì muốn yên tĩnh. Em mong chị giúp em. Em thân mến, câu trả lời cho câu hỏi của em là hoàn toàn có khả năng để quay lại. Nhưng vấn đề là quay lại để làm gì nhá? Bởi vì nếu như em muốn hạnh phúc thì em phải thay đổi. Vấn đề ở đâu thì mình phải xử lý ở đấy. Nút thắt ở đâu thì phải gỡ ở đấy. Vấn đề là nút thắt ở đấy, vấn đề ở đấy. Thì em có muốn gỡ không? Em có muốn giải quyết vấn đề hay không? Còn nếu em không muốn thay đổi và em chỉ muốn người ta thay đổi theo em thì sẽ không được. Bởi vì thực sự cái vấn đề ở đây là cái sự khác biệt rất lớn trong cái tư duy và trong cái lối nghĩ. Bây giờ có thể em đang yêu anh ấy nên em bất chấp, em muốn có được cái người đàn ông này bằng được. Nhưng em sẽ phải tưởng tượng rằng cái sự khó khăn trong hôn nhân nó sẽ gấp 10, gấp 100 lần. Chứ nó không phải là như cái mâu thuẫn bây giờ em đang có đâu. Đó, bởi vì khi anh ấy là người yêu của em kỳ vọng 1. Thì khi anh ấy là chồng của em còn có kỳ vọng gấp 10, gấp 100 lần nữa cơ. Cộng với như anh ấy nói đấy, cơm áo gạo tiền, sẽ khó để mà em thay đổi được. Cho nên bây giờ em xác định cho chị em có thay đổi được không? Cái tư thế của em khi bước vào tình yêu và hôn nhân ấy, em phải xác định rằng đấy là người đàn ông là một cá thể độc lập. Em không thể là kỳ vọng em lương gấp đôi, gấp 3 và bắt anh ấy sẽ phải có cái mức lương giống như em, trong khi năng lực của anh ấy chỉ đến như thế thôi. Em có chấp nhận được năng lực chỉ đến như vậy thôi không? Em có chấp nhận là cái tâm lý là an phận thủ thường không? Bởi vì mỗi người có một cách sống. Quan trọng là người ta sống như vậy, người ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Chứ không phải là suốt ngày áp lực tiền. Đúng không? Đó, thì cái tâm lý của người ta là như vậy. Thì cái lối sống như thế em có chấp nhận được không? Em xác định chấp nhận được thì mới nên nghĩ cách quay lại. Còn nếu không xác định là mình không chấp nhận một người đàn ông an phận thủ thường thì tốt nhất là em không nên quay lại. Vì em có quay lại sau này cũng giày vò lẫn nhau, làm nhau đau chứ không thể làm nhau hạnh phúc được. Và đứng giữa cương vị của một người khách quan ấy, thì chị muốn nói với em như thế này: đàn ông, anh ấy là một cá thể độc lập. Em không thể nào đặt cái kỳ vọng của em lên anh ấy được. Mà cái kỳ vọng đúng và cái suy nghĩ đúng khi bước đến tình yêu đấy chính là mình bước đến cái cuộc đời người đàn ông này để đem lại cho anh ấy hạnh phúc. Và mình muốn giúp đỡ anh ấy. Mình giúp anh ấy được nhiều thì được nhiều, được ít thì được ít. Mà anh ấy tiếp thu nhiều thì tiếp thu nhiều, tiếp thu ít thì tiếp thu ít. Nhiều thì ấm vào thân anh ấy, mà tiếp thu ít thì đấy là việc của anh ấy. Dù là lấy nhau, dù là hai người cùng về cùng một nhà, nhưng chúng ta phải tôn trọng cách sống của nhau. Bởi vì suy cho cùng, cuối cùng anh ấy phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh ấy. Chứ không phải là em kỳ vọng rằng anh ấy phải như em, anh ấy phải giống em, thì em sống như vậy em mệt lắm. Em sống như vậy vừa mệt mình vừa mệt người. Mà như vậy cuối cùng tạo nên bi kịch của một cuộc hôn nhân cho cả hai. Em ạ,
Cho nên nếu như em có thể thay đổi suy nghĩ của mình để nghĩ rằng à, mình đến bên cuộc đời của anh ấy để giúp đỡ anh ấy. Ở đương nhiên mình có thể đưa cho anh ấy những ý tưởng, những cái sự gợi ý để anh ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn, anh ấy có ước mơ, có hoài bão hơn. Nếu anh ấy nghe thì tốt, mà anh không nghe thì em phải chấp nhận cách sống của anh ấy, bởi vì ít nhất anh ấy không ăn bám em, đúng không? Anh vẫn đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào em chứ cũng không phải là không. Với anh ấy như thế là đủ, em phải tôn trọng điều đấy nhá. Em giúp người ta, người ta có nhận cái sự giúp đỡ đấy không, chứ không phải là ép người ta phải nghe theo mình. Thì như vậy thì em trở thành một cái nguồn của sự đau khổ, chứ không còn là đến để làm cho người ta hạnh phúc nữa. Nếu như vậy thì người ta từ chối tiếp nhận là đúng rồi, đúng không nào? Đó, chỉ cần là cái người đàn ông không ăn bám vào em, anh ấy ít tiền đấy nhưng mà anh vẫn lo được cho em, ví dụ sau này có vợ có con vẫn lo được ở mức độ mà anh ấy cảm thấy rằng thoải mái, vậy là ok rồi nhá. Còn nếu em kỳ vọng một người phải giàu có hơn em, giỏi hơn em, thì em nên đi tìm người khác chứ không nên tìm anh ấy, được không nào? Đó, còn nếu như em xác định rằng em yêu thương anh ấy thì em phải làm cho anh hạnh phúc, chứ không phải yêu anh ấy thì chỉ làm cho mình hạnh phúc thôi, còn không quan tâm đến cảm xúc của người ta, thế thì đấy không phải là yêu, được không nào nhá? Đấy, thì em phải thay đổi cái cách yêu như thế, và đừng kỳ vọng vào người đàn ông này cả, chỉ có mang theo một cái suy nghĩ là mình giúp đỡ anh ấy thôi. Anh ấy tốt lên thì tốt, mà anh không tốt lên thì mình vẫn yêu thương con người của anh ấy như bây giờ. Đó, anh vẫn là một người đàn ông độc lập, có trách nhiệm, thế là mình hài lòng rồi. Chứ còn sống mà kỳ vọng vào sự tiến bộ của người khác thì mệt lắm em ạ. Mình không thể chạy theo đuôi người khác mà bắt người khác thay đổi theo mình được. Mệt mình, mệt người, và sẽ không bao giờ có hạnh phúc với điều đấy cả. Còn nếu em kỳ vọng một người đàn ông giàu có nhiều tiền hơn em thì em nên tìm một người khác, không nên tìm anh ấy nhá. Còn khi em đã xác định như chị bảo rồi, xác định là anh ấy an phận thủ thường và mình yêu anh ấy và mình chấp nhận điều đấy, thì chị nghĩ rằng em nên có cuộc nói chuyện với anh ấy. Em nên nhìn nhận vào tất cả những vấn đề em đã từng nói và nhận sai, để anh ấy ý thức được rằng à, cô ấy biết những vấn đề ở đâu, cô ấy nghiêm túc nhìn nhận những vấn đề đấy, chứ không phải đơn thuần là cô ấy xin lỗi hay cô ấy đối phó với mình và cô ấy chỉ muốn quay lại với mình thôi. Bởi vì trước đây cái phản ứng của anh ấy rất là cay gắt với em, bởi vì anh ấy nghĩ rằng là em chỉ muốn đạt được cái vấn đề em muốn thôi, muốn đạt được cái điều em muốn thôi, là em muốn được quay lại thôi. Người ta không nhìn thấy cái sự thay đổi hoặc nhìn thấy cái sự ý thức thực sự về cái vấn đề đang tồn tại giữa bọn em nhá. Cho nên chị nghĩ rằng em nên nói với anh ấy như thế này này, nhắn tin cũng được, nói là anh ạ, thực sự thời gian qua em đã suy nghĩ rất là nhiều vì chúng ta, em muốn nói với anh một điều này. Đầu tiên em muốn cảm ơn anh rất nhiều vì trong quãng thời gian qua đã cho em những cái khoảng thời gian, những cảm xúc thăng hoa nhất trong tình yêu, những cái điều mà em luôn luôn trân trọng, đã yêu thương em, hy sinh vì em, đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào em. Em muốn nói với anh rằng em tri ân rất nhiều với những gì anh đã cống hiến. Đời thứ hai thì em cũng muốn được xin lỗi anh vì trong quãng thời gian qua, vì những cái sự mong muốn và cái sự áp đặt ích kỷ của em mà em đã có những lời lẽ không hay dành cho anh và cả gia đình nữa. Thực sự đến bây giờ khi có thời gian để tĩnh tâm lại thì em nhìn thấy rằng những cái hành động của mình, những cái câu nói của mình thật là xấu xí. Và đôi khi nghĩ lại thì em cũng cảm thấy rất là ngại với anh và cảm thấy xấu hổ nữa. Em thực sự chia sẻ những cái lời này vì em muốn anh hiểu rằng em thực sự trân trọng anh, trân trọng gia đình của anh, trân trọng tất cả những cái gì anh đã từng làm cho em. Và em biết rằng em đã làm những cái điều không tốt để anh rất là buồn và tổn thương trong quãng thời gian qua. Em biết rằng nếu bây giờ nói cái lời quay lại hay là xin quay lại khiến cho anh cảm thấy không được tự nhiên và thoải mái. Thế nhưng em muốn nói với anh rằng anh đã là một cái người đàn ông rất là có ý nghĩa trong cuộc đời của em. Nên là hãy cho em một cái cơ hội để có thể một lần nữa làm cho anh hạnh phúc nhá. Đấy, em nói như thế cho chị nhá. Xong rồi, làm như thế này này, hẹn với anh ấy một cái buổi gặp mặt đi, đúng không? Dùng sự dịu dàng của mình, dùng sự ấm áp của mình, dùng những câu nói ngọt ngào của mình để khiến hạ gục anh ấy. Bởi vì đàn ông đôi khi rất là kiên quyết, nhưng gặp bọn em đứng trước sự dịu dàng là hạ gục ngay. Ví dụ gặp nhau, kể cả anh vẫn cứng đi, anh vẫn đẩy em ra, không sao, mình cứ ôm anh ý dịu dàng, nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh ý, ôm anh ý, ghé sát đầu vào anh ý, nói những lời ngọt ngào với anh ý rằng anh ơi, em biết là có những cái chưa đúng rồi, mình sẽ cùng làm lại từ đầu nhé, anh yêu ơi. Ví dụ như thế, em cứ dùng những cái sự dịu dàng đấy đi nhá. Những cái điều này là chị có chỉ dẫn trong cái khóa học kỹ năng yêu á, khiến người ấy luôn nhớ bạn ấy.
cái kỹ năng để khiến cho người khác luôn luôn mềm lòng với mình ấy. Kỹ năng này cực kỳ quan trọng và các bạn phải sử dụng trong hôn nhân này, trong tình yêu rất là nhiều lần, để những cái biến cố như thế này là các bạn có thể làm hòa được với nhau rất là nhanh đó. Chứ bây giờ mà cứ ai cũng cứng cứng, ai cũng cái tôi thì nói chung là chúng ta cũng không thể nào hòa hợp được với nhau. Cái điều quan trọng nữa bây giờ là em nhận thấy rằng cái vấn đề là đưa đến ngày hôm nay là lý do là ở em, thì em phải là người hàn gắn, em phải là người dịu dàng, em phải là người khiến cho người đó không từ chối mình được. Người ta bảo mật ngọt chết ruồi mà, đúng không? Có con ruồi nào không thích mật ngọt đâu. Thế cho con ruồi mật ngọt đi là người ta sẽ mềm lòng ngay nhá. Dịu dàng, ấm áp, dùng cử chỉ yêu thương của mình, nắm tay anh ý nhẹ nhàng này, ghé sát nhẹ nhàng đầu vào anh ý này, dụi dụi đầu vào lòng anh ý rồi nói là ôi thôi anh ơi, đừng buồn em nữa nha, em biết em làm người yêu của em buồn nhiều rồi, hãy để em có cơ hội để mang lại hạnh phúc cho anh nhé. Đấy, ví dụ thế. Thì như vậy là sẽ khiến cho bọn em có thể quay lại được với nhau nhá. Chứ bây giờ không thể cứng đầu được nha. Đấy, thì nếu được thì chị nghĩ rằng cái khóa học kỹ năng yêu nó rất là quan trọng với tất cả các bạn. Thì các bạn nên tham gia khóa học đấy để trở thành một người phụ nữ, một người đàn ông khéo léo này, biết cách ứng xử, biết cách khiến đối phương mềm lòng, có kỹ năng yêu để rồi mình được yêu, mình được trân trọng, mình được si mê chứ, đúng không? Nhá, trong tình huống này thì chị không khuyến khích là im lặng, mà khuyến khích là giải quyết vấn đề nhá. Làm thế nào đến khi anh ấy mềm lòng thì thôi. Bởi vì vấn đề bây giờ không phải là vấn đề anh không yêu em, mà vấn đề ở đây là do em, là do em ứng xử chưa đúng, nên bây giờ mình phải sửa, đúng không nhá. Đấy, để tham gia khóa học ở trên thì các bạn hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn, sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống có khóa học kỹ năng yêu khiến người ấy luôn nhớ bạn và đăng ký tham gia. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.